mình không quen mà ngồi bên nhau. Dồi theo chân ngõ hồn xuyên xa, mình gặp gỡ thăm hỏi đôi câu vụng về bỡ ngỡ, rồi tờ lạ nên quen xa cách quá thăm tình, không hẹn hò chi mà gặp gỡ nhau ngày hai lượt đi về, có lẽ kiến giống rồi cho chúng mình hai đứa quen nhau. Cha, còn em khi nào sẽ đến bến mà chưa kịp thấy anh, vội ngơ ngác tìm quanh làm bộ như mình riêng mang.
Thank you.